Hello, bà Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức, vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021. Kính chúc quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an trong cuộc sống. Thưa quý vị, tin của Washington DC để ủng hộ cho việc chích ngừa COVID-19, Uber và Lyft sẽ chở những người dân đi chích ngừa COVID-19 miễn phí. Do có thỏa thuận với Tòa Bạch Ốc theo loan báo từ chính phủ của ông Joe Biden vào ngày hôm qua 11 tháng 5 để giúp đỡ cho người dân Mỹ có được dịch vụ chuyên chở miễn phí tới địa điểm chích ngừa, hai công ty Lyft và Uber đang loại bớt một chướng ngại vật và đưa nước Mỹ đến gần hơn mục tiêu ông Joe Biden đề ra. Cả hai công ty đang hợp tác với các giới doanh nghiệp khác để mở rộng chương trình đưa người dân đi chích ngừa miễn phí. Tuy nhiên, trong thông báo ngày hôm qua cho thấy sự hợp tác chính thức với chính phủ Mỹ. Tòa Bạch Ốc nói rằng chương trình này sẽ được phát động trong 2 tuần nữa. Uber hiện chưa cho biết chi tiết là họ sẽ làm thế nào để mà chúng ta có thể gọi xe đi chích ngừa qua cái app của họ. Còn về công ty Lyft thì họ nói là họ sẽ cho chúng ta một cái mã số để mà khi chúng ta muốn đăng ký để họ đến họ rước mình đi chích ngừa thì sẽ lên cái trang web của họ để mà đăng ký. Thưa quý vị, Hồng Loan nghĩ có lẽ trong vòng vài ngày nữa thôi thì cả hai công ty này sẽ đưa ra cái hướng để mà chúng ta dễ dàng đăng ký đến chở chúng ta đi chích ngừa miễn phí. Tuy là Tòa Bạch Ốc nói là các chuyến đi này là miễn phí, nhưng mà Lyft cho biết là họ sẽ trả giúp cho mỗi người dân là 15 đồng lượt đi và lượt về. Và họ nói là cái 15 đồng này thì có lẽ cũng đủ cho cái chi phí mà chúng ta đi chích rồi. Có thể là nhiều hơn nữa, thưa quý vị. Có nghĩa là họ sẽ cho mình bận đi 15 đồng, bận về 15 đồng. Nếu mà ít hơn thôi, nhiều hơn thì mình phải trả thêm, chứ không phải ít hơn là mình được lấy tiền. Còn như vậy là thì là một cái những cái người mà gọi là lớn tuổi mà không có con cháu ở nhà, hoặc là khó mượn xe hay là khó kiếm xe thì có những chiếc xe Lyft và Uber sẽ chở đi đến nơi chích ngừa miễn phí, mà được đi chở đi miễn phí luôn. Có gì là cái gì miễn phí hết. Nhưng mà giờ hơi muộn á, tại vì phần lớn người lớn bây giờ người ta chích hết trơn rồi. Và những cái người trẻ thì thật sự những người trẻ cũng không có cần mà phải nhờ xe đâu, cũng có quý vị, nhưng mà một cái số rất là ít. Mình tiếc là phải chi cái thời gian trước đây trong những cái tháng cuối năm là tháng 11, tháng 12, tháng 1 mà có được những cái dịch vụ này thì rất là đỡ cho mấy cô mấy chú kinh khủng luôn. Rất là đỡ lắm. Rất là nhiều những cô chú muốn đi chích mà không có xe cộ, không có người thân chở đi. Cho nên cũng khá là phiền toái trong cái vấn đề này. Thì họ làm này ra giống như là ở bên tiểu bang, mấy tiểu bang khác thì có chỗ thì chích ngừa đi chúng tôi sẽ cho uống bia miễn phí, chích ngừa đi chúng tôi sẽ cho 25 đồng chẳng hạn như vậy. Thì ở đây là chích ngừa đi chúng tôi sẽ cho đưa rước miễn phí. Có nghĩa là khi mà mình muốn đăng ký chích ngừa thì mình nên đăng ký cái địa điểm nào gần nhất với lại nhà của mình để mà cái chuyến đi chuyến về nó đủ mỗi bận 15 đồng, mình khỏi phải trả bù tiền quý vị. Nhưng mà ở đây mình Cali thì dễ, nó gần gũi nè, có những cái tiểu bang xa đó mình đi cũng phải hơi xa, cũng có thể là hơn đúng cái số tiền đó. Nhưng mà thời bây giờ thì tất cả mấy cái pharmacy như là CVS rồi chợ Albertson rất là nhiều nơi đều có chỗ chích, thì chúng ta chịu khó lựa cái chỗ nào gần nhà mình thì nó đỡ hơn. Thưa quý vị, vừa qua quý vị cũng biết là cái vụ nổ súng mà bắn vào những cái tiệm massage của người châu Á thì ở Atlanta, Georgia, thì công tố viên sẽ đòi án tử hình bị cáo trong vụ nổ súng ở tiệm massage ở Atlanta. Cái vụ đó thì hắn đã giết chết 8 người, trong đó thì chúng ta cũng nhớ là có 6 người phụ nữ gốc Á Châu. Và hắn nổ súng trong 3 cái tiệm massage trong một cái thời gian rất ngắn. Quý vị có nhớ lúc trước Hồng Loan có kể một cái ông mà ông còn sống được trong cái vụ án đó, mà khi mà cái tên đó vô bắn cái cô mà massage cho ổng thì ổng núp ở dưới cái giường massage, và cái tên đó bắn cổ và cổ ngã xuống, cổ chết ngay trước mặt ổng luôn. Rất là kinh khủng ha quý vị ha. Và cái tên này đã bị gán cho cái tội là giết người vì lý do thù ghét, và họ sẽ đòi cái án tử hình cho cái tên này. Thì một bồi thẩm đoàn của Fulton County truy tố nghi can Robert Aaron Long, 22 tuổi, về vụ nổ súng ngày 16 tháng 3 đã làm thiệt mạng 6 người châu Á. Và biện lý Fulton County Fanny Willis cho biết là bà dự trù sẽ truy tố các tội giết người vì lý do thù ghét, và cũng đòi án tử hình đối với người bị cáo da trắng này.
Theo cái luật mới liên quan đến việc phạm tội vì thù ghét ở tiểu bang Georgia, thì chỉ sau khi một người bị kết tội về một lý do nào đó, bồi thẩm đoàn mới xét tới khía cạnh là có liên hệ tới sự thù ghét hay là không, để mà có thêm cái biện pháp trừng phạt đối với những cái thủ phạm này. Cáo trạng ở Atlanta truy tố bị cáo Long về 4 tội danh sát nhân, 4 tội danh giết người trong trường hợp gia trọng, 5 tội danh tấn công bằng vũ khí, giết người nguy hiểm có thể làm chết người, 4 tội danh dùng súng khi phạm pháp và 1 tội danh đe dọa khủng bố. Thì theo được biết thì tùy theo tiểu bang, có luật tiểu bang thì cho tử hình và tiểu bang không chỉ chung thân mà thôi, nhưng mà cái tội này mình thấy nó quá đi, không tử hình ác quá, nó ác quá đi, nó không phải là ác thường mà nó ác quá đó. Có nghĩa là người ta giết một người là người ta đã thấy là ta hối hận rồi. Cái này hắn giết xong một cái tiệm spa này và hắn qua bên tiệm spa khác, hắn xả súng vào 2 tiệm bar đối diện nhau nữa, rồi đứa con mà giết chết bao nhiêu người. Cái tên này mà nếu như mà hắn bị cái tội chung thân thì đến một cái lúc nào đó nó sẽ được gia giảm trừ đi từ từ, thì hắn cũng sẽ được ra ngoài, và hắn ra ngoài rồi hắn cũng sẽ giết người nữa. Thì đó. Cho nên mình thấy là tử hình là đúng. Tin từ Santa Ana, California, biện lý của Orange County hôm thứ Ba ngày 11 tháng 5 công bố thành lập một đội mới chuyên chống tội phạm thù ghét, theo nhật báo của The Orange County Register. Đội này được thành lập giữa lúc cái quận Orange County đang rất là khó khăn trong cái vấn đề giải quyết một số những cái tội ác thù ghét đang tăng vọt, thưa quý vị. Đội sẽ gồm 3 công tố viên và 2 nhà điều tra chuyên giải quyết những vụ mà thủ phạm hành động do kỳ thị chủng tộc, màu da, tôn giáo, quê quán, giới tính hay bệnh tật của nạn nhân. Thông báo của biện lý cuộc cho hay, người giám sát những công tố viên và nhà điều tra này sẽ là chỉ huy công tố đặc biệt, một đội tinh nhuệ của biện lý cuộc chuyên giải quyết vài vụ thuộc loại lớn nhất. Thành viên của đội mới thành lập cũng sẽ giúp giáo dục cộng đồng cũng như huấn luyện cảnh sát điều tra những vụ tội ác thù ghét sao cho hiệu quả để hỗ trợ quá trình công tố, theo biện lý cuộc. Ông Todd Spitzer, biện lý Orange County, tuyên bố khởi tố những vụ án tội ác thù ghét là trọng tâm của văn phòng ông, dẫn lý do là tác hại mà những vụ đó gây ra cho cả cá nhân lẫn cộng đồng. Chúng ta không thể thay đổi nguồn gốc bản thân, do đó không ai được tấn công người khác vì nguồn gốc, vẻ ngoài hoặc quan điểm. Ông Spitzer ra thông báo cho biết, Orange County đẹp là nhờ đa dạng, thù ghét sẽ không được dung thứ ở đây. Bằng cách giáo dục cộng đồng, huấn luyện cảnh sát tốt hơn và gửi thông điệp mạnh mẽ cho những kẻ thù ghét rằng tội ác thù ghét sẽ không được dung thứ, chúng ta sẽ ngăn chặn tội ác thù ghét xảy ra, mà nếu xảy ra, chúng ta sẽ bảo vệ nạn nhân và truy tố thủ phạm. Ông nói thêm, khi công bố thành lập đội mới, các giới chức biện lý cuộc nêu ra kết quả nghiên cứu gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Nạn Thù Ghét và Cực đoan của Cal State San Bernardino cho biết số vụ tội ác thù ghét ở 16 thành phố lớn của Mỹ trong năm 2020 tăng gần 150% so với năm 2019. Theo dữ liệu sơ khởi từ Ủy ban quan hệ con người Orange County, số vụ chống người gốc Á Châu ở địa phương tăng gấp 10 lần trong năm 2020. Kết quả này khiến Hội đồng Giám sát Orange County đang nghị quyết lên án tội ác thù ghét. Ở đây cái khu vực Orange County mình là mình thấy là không có nhiều á quý vị. À, nó chỉ có một ít những cái vấn đề nhưng mà nó cũng nhỏ thôi, không như ở bên San Francisco với lại New York là hai cái nơi mà nặng nề nhất ha quý vị ha. À, nhưng mà bây giờ thì đã có một cái nhóm đội như vậy thì làm cho chúng mình người châu Á mình cảm thấy yên tâm hơn, là mình có một cái nơi để mà mình có vấn đề gì mình có thể gọi cho họ, hoặc là có những cái đội như vậy thì những cái người mà thù ghét hay có cái ý nghĩ đó thì họ sẽ giảm bớt những cái hành động của họ thì cũng sẽ rất là đỡ lắm. Cũng tin California, ông thống đốc Newsom đã đề nghị chia thêm 12 tỷ lo chỗ ở cho người vô gia cư. Tin của San Francisco, ý muốn của ông nhằm thực sự chấm dứt nạn vô gia cư trong vòng 5 năm. Ông công bố kế hoạch này trong thông báo đưa ra ngày hôm qua 11 tháng 5. Vị thống đốc thuộc đảng Dân Chủ đang đối mặt với cuộc bầu cử bãi nhiệm do phía đảng Cộng Hòa và những người khác không hài lòng với cách ông chống Covid-19 và giải quyết vấn đề kinh tế cũng như chính quyền đề nghị.
California là tiểu bang đông nhất nước Mỹ, hiện có khoảng 161.000 người vô gia cư, nhiều hơn bất kỳ tiểu bang nào khác. Theo dữ liệu mới của tiểu bang vào năm 2020, gần 250.000 người làm đơn xin chính quyền địa phương cấp chỗ ở. Trong số đó, 117.000 người vẫn đang chờ xét đơn và gần 92.000 đã được housing. Thống đốc Newsom từng là thị trưởng của thành phố San Francisco, thành phố có rất nhiều người vô gia cư. Ông bắt đầu cố gắng giải quyết hai cuộc khủng hoảng song song vô gia cư và nhà giá rẻ, thậm chí trước khi đại dịch xuất hiện vào năm ngoái. Ông mở hai dự án gọi là Room Key và Home Key, dùng tiền hỗ trợ từ liên bang để đưa người vô gia cư vô khách sạn trong dịch COVID-19. Đồng thời giúp đỡ thành phố, quận hạt cũng như các cơ quan địa phương khác mua khách sạn, các tòa nhà rồi chuyển thành chỗ ở cho người vô gia cư. Kế hoạch mới nhất của thống đốc Newsom bao gồm 8,75 tỷ mở rộng Home Key và chuyển những tòa nhà hiện có thành 46.000 nhà housing. Chi phí trung bình để chuyển một tòa nhà thành housing cho người vô gia cư là gần 150.000 đô la. Các giới chức cho biết trong cuộc họp báo mới đây, họ nói con số rẻ hơn nhiều so với xây nhà housing ngay từ đầu. Kế hoạch mới của ông Newsom còn bao gồm 3,5 tỷ để ngăn cư dân trở thành người vô gia cư, như là hỗ trợ trả tiền thuê nhà nhằm thực sự chấm dứt nạn vô gia cư trong vòng 5 năm, theo thông báo từ chính quyền. Đề nghị chi tiêu này nằm trong kế hoạch phục hồi từ COVID-19 trị giá 100 tỷ mà ông Newsom đưa ra trong tuần này, gồm 76 tỷ thặng dư ngân sách tiểu bang và 27 tỷ từ chương trình trợ giúp mới nhất của chính phủ liên bang chống COVID-19. Kết quả kiểm toán hồi đầu tháng 2 chỉ trích California vì giải quyết nạn vô gia cư một cách rời rạc, đồng thời hối thúc tiểu bang theo dõi chi tiêu cũng như đưa ra chính sách chung toàn tiểu bang. Vấn đề này thì thật sự mình thấy cũng rất là tốt, thưa quý vị. Ở California này, cái vấn đề mà người vô gia cư nó quá là kinh khủng. Có một cái số tiền để mà chi cho những người vô gia cư, và mình thấy cái hay nữa là giúp đỡ cho những người mà người ta không có đủ khả năng mà trả tiền nhà đó, sắp bị mất nhà, hỗ trợ để mà người ta không trở thành những người vô gia cư. Đó cũng là một cái vấn đề. Ông Newsom đang bị người ta kêu gọi trút thuế, ông đang làm rất là nhiều việc để mà mong mà kéo lại cái vấn đề đó. Thì mình thật sự mình công bằng thôi, mình nhìn nhận mình thấy vấn đề này ông làm rất là tốt, nhưng mà có nhiều vấn đề ông làm sai quá, làm cho người dân họ phản đối quá nhiều, thưa quý vị. Tin tòa Bạch Ốc, Tổng thống Biden sẽ không đánh giá thấp nếu cựu Tổng thống Donald Trump tái tranh cử. Chánh văn phòng tòa Bạch Ốc Ron Klain cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ không đánh giá thấp cựu Tổng thống Donald Trump nếu như ông Trump sẽ tái tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024. Thì ý ông Biden nói là vào lúc đó thì hai người sẽ gặp lại nhau trong cái cuộc tranh cử đó đó, thưa quý vị. Mặc dù ông Trump chưa có công khai tuyên bố là sẽ tranh cử Tổng thống, nhưng mà trong thời gian vừa qua thì có những cái lời nói cũng như là có lúc thì nói chơi, có lúc thì không biết là ông có nói thật hay không, thì ông nhắc đến cái vấn đề là ông sẽ trở lại vào năm 2024. Và cái vấn đề mà ông sẽ giúp cho bên đảng Cộng Hòa lấy lại vào năm 2022. Chánh văn phòng Klain nói, tôi sẽ không muốn ước lượng hoặc đánh giá thấp ông Donald Trump như một đối thủ nếu ông ấy chọn việc tranh cử. Kinh nghiệm của tôi là các tổng thống đương nhiệm được đánh giá dựa vào thành tích của họ. Và ông cũng cho biết thêm, ông Biden hy vọng sẽ thu thập được một kỷ lục mạnh mẽ để tiếp tục nếu ông ấy ra tranh cử vào năm 2024. Thì vừa qua mình cũng nghe cựu tổng thống Donald Trump ông nói là nói nửa đùa nửa thật, như là nếu như mà ông mà ra tranh cử vào năm 2024 thì ông sẽ chọn ông Ron DeSantis là cái người phó tổng thống của ông. Cho nên bây giờ thì bên phía đảng Dân Chủ cũng như bên phía ông Joe Biden cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho cái vấn đề đó, thưa quý vị. Và về vấn đề của ông Joe Biden thì mình cũng nhớ là trong cái cuộc họp báo khi mà người ta hỏi ông là ông có tranh cử tiếp tục vào năm 2024 không, thì ông nói là chắc chắn là ông sẽ tranh cử cho năm 2024. Theo tin của Texas thì những cái người nông dân đã tìm thấy những cô cậu bé rất là nhỏ đang một mình và khóc ở biên giới, hoàn toàn là bị người lớn bỏ rơi. Có đứa nhỏ thì là chưa biết đi và cũng đang không mặc quần áo gì hết, đang bò trên đất.
Vị dân biểu Tony Gonzalez của Texas đã nói chuyện với người nông dân và chuyển tiếp cái sự kiện này trên phương tiện truyền thông xã hội. Ông nói là hãy nhìn kỹ cuộc khủng hoảng Biden Border Crisis. Những đứa trẻ này được tìm thấy bên ngoài một trang trại gần Quimado, Texas. Đội tuần tra biên giới Del Rio Sector nói với tôi rằng họ không bị thương, khỏe mạnh, tinh thần tốt. Chúng ta hãy cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng này, Gonzalez đã tweet ở trên Twitter. Theo Fox News thì người nông dân nói là anh ta đã cho những cô cậu này thức ăn rồi chỗ ở để mà chăm sóc cho họ và chờ đợi những cái nhà chức trách đến. Và anh ta nói rằng nếu như mà anh ta không tìm thấy những cô cậu bé này thì chưa chắc là chúng có thể sống sót được. Và ông cũng nói là ông sở hữu cái trang trại của ông từ năm 1946 và chưa bao giờ mà thấy có những cái trường hợp như vậy, quý vị. Bây giờ dọc biên giới thì rất là nhiều nơi, chứ không phải là chỗ của ông này không, thì người ta cứ thấy những cái đứa bé bị lưu lạc vậy đó, cứ thảy con ra. Rồi có đứa nhỏ nhất chỉ mới có 11 tháng tuổi thôi, và cha mẹ cứ thảy con như vậy là bởi vì cái chính sách di dân mà cứ cho vô là nuôi, cho vô là nuôi. Bây giờ mình phải cần một có sự tuyên bố là không được thả con hay là cái gì ngăn chặn đi, đừng có để cho cái việc này người ta cứ nghĩ là tạo cái cuộc sống hạnh phúc cho con, hay là muốn là con nó đi rồi thời gian sau nó bảo lãnh mình. Những người cha mẹ quá ư là ích kỷ, ác nữa. Tại vì khi mà quăng qua cái biên giới như vậy thì họ không cần biết là có người nào, họ hy vọng có người lại mà giúp đỡ con họ thôi. Nhưng mà lỡ như cái khu vực đó không có người đi tuần tra, không có nhà dân, không có những cái trang trại, thì những đứa trẻ nó như thế nào? Thì mùa hè tới ở Texas, quý vị biết mà, nó nóng kinh khủng, nội trời nóng thôi là những đứa bé nó không chịu nổi, rồi cộng thêm đói và khát nữa. Thì ngày hôm qua Lộc Lôn có nói về cái cuộc tấn công đường ống dẫn dầu của cái nhóm gọi là cái nhóm Dark Side, là họ đánh vào cái website của những cái đường ống dẫn dầu từ Texas đi qua phía miền đông, quý vị. Thì một chuyên gia gọi đây là cuộc tấn công thành công và quan trọng nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng mà chúng tôi biết ở Hoa Kỳ. Thì kết quả trong tuần qua thì Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp, và điều đó gây lo lắng cho người dân ở khắp nơi, là bởi vì tình trạng thiếu xăng dầu và xăng dầu sẽ lên giá. Và cái bọn đất sai này họ nói là họ hacker như vậy là họ muốn đòi tiền thôi chứ không có vấn đề gì khác. Thì cái thông tin này đã đưa đến với lại Tòa Bạch Ốc, thì Tòa Bạch Ốc đã đưa ra cái câu trả lời, đây là cái vấn đề riêng tư, có muốn trả tiền cho bên phía hacker hay là không, cái đó là tùy thuộc vào cái công ty đó chứ không có phải là vấn đề của chính phủ. Thì một số người họ đã phản ứng, họ nói đây là một cái phản ứng tồi tệ nhất của chính phủ mà chúng tôi từng nghe đối với một cái tội ác liên bang nghiêm trọng như vậy. Mình nghe thấy nó rất là nghịch lý ha. Một cái chính quyền thì phải bảo vệ cho những công ty đó chứ. Thì dù chẳng hạn như những cái người mà giống như là ăn cướp thì phải cho lính hay là cho cảnh sát để bảo vệ những người này để được đừng bị ăn cướp nữa. Mà người ta thấy đang ăn cướp, mà người ta nói là bây giờ thương lượng với thằng ăn cướp đi, cho nó nhiêu tiền là nó bỏ đi. Vậy là mình không thấy là thấy không hợp lý rồi. Thì Phó Cố vấn An ninh Quốc gia về Công nghệ mạng Ann Neuberger đã giải thích rằng việc Colonial Pipelines có trả tiền chuộc cho những kẻ tấn công này hay không là một quyết định của khu vực tư nhân. Khi một phóng viên hỏi họ sẽ làm gì với điều đó và lịch trình cho cái vấn đề này là như thế nào, thì rất là nhiều sự phản đối. Họ nói đây là một cái vấn đề về, không phải về cái công ty này không đâu, mà là một cái vấn đề về an ninh quốc gia, và đây là một cái tội ác nghiêm trọng, cần phải có sự hỗ trợ từ chính quyền, chứ không phải là vấn đề mà bắt cóc một cái nhà tỷ phú nào đó rồi đòi chuộc tiền, thì tự bản thân gia đình của họ họ chuộc ổng hay không là tùy họ, nó không phải là như vậy. Mà nếu mà bây giờ trả tiền cho họ thì những cái cuộc tấn công sau nữa nó sẽ tiếp tục nữa, tại vì nó nghĩ ăn tiền được, nó nghĩ là mình kiếm tiền quá dễ, chỉ cần làm một cái website, lên website và hacker một cái hệ thống đó, phá hệ thống đó là kiếm tiền được. Thì mới mốt là tất cả những cái người hacker
lên làm gì thôi là kiếm tiền, khỏi cần đi làm gì hết. Cái vấn đề để cho người ta nhìn thấy cái chính quyền này có trí tuệ, có thông minh hay không là những cái vấn đề giải quyết những cái khủng hoảng và những cái khó khăn này là quý vị. Thưa quý vị, NBC ngừng phát sóng lễ trao giải Golden Globes 2022 vì nhóm này không có thành viên người da đen. Vào ngày thứ hai ngày 10 tháng 5 thì NBC đã quyết định ngừng phát sóng lễ trao giải Golden Globes, là giải thưởng điện ảnh và phim truyền hình của năm 2022 sau cái phản ứng dữ dội của Hollywood về vấn đề đạo đức của cái nhóm này và sự thiếu đa dạng chủng tộc của họ. Đứng đầu là nam tài tử Tom Cruise đã tham gia một cái vụ phản đối và ông đã trả lại ba cái tượng vàng Golden Globes mà ông đã giành được cho các vai diễn của ông. Và ngay sau những cái vấn đề phản đối đó thì bên phía Hiệp hội Báo chí Ngoại quốc Hollywood là SFPA, cái nhà tổ chức của lễ trao giải, đã đồng ý là sẽ tuyển thêm những cái thành viên người da đen và sẽ thực hiện những cái thay đổi khác trong vòng 18 tháng tới. Nhưng mà NBC họ vẫn quyết định là không có trực tiếp truyền hình cho cái chương trình này nữa. Các thành viên của SFPA cũng bị cáo buộc đưa ra những nhận xét về kỳ thị giới tính và chủng tộc, đồng thời là ưu ái với những người nổi tiếng và hãng phim. Bên phía cái nhóm này thì họ nói là họ cho biết từng cái chi tiết là họ sẽ thay đổi trong cái thời gian tương lai, giống như là vào tháng 8 năm 2021 thì họ sẽ thuê một người giám đốc điều hành mới, thêm 20 thành viên mới, thông qua cái quy tắc ứng xử mới và cung cấp đào tạo về tính đa dạng chủng tộc, và cũng như là chấm dứt cái tình trạng quấy rối tình dục. Và được biết là lễ trao giải Golden Globes hàng năm với sự tham gia của các ngôi sao hạng A và các giám đốc điều hành trong ngành đã trở thành một trong những lễ trao giải lớn nhất của Hollywood trước lễ trao giải Oscar. Sự kiện này đã được giám sát chặt chẽ sau một cuộc điều tra công bố vào tháng 2 bởi cái tờ báo Los Angeles Times cho thấy là nhóm này không có thành viên người da đen. Ngoài ông Cruise, nữ tài tử Scarlett Johansson cũng đã lên tiếng phê bình SFPA. Bây giờ mình thấy bất cứ trong ngành nghề gì, bất cứ sự kiện gì mà thiếu những người da đen là không được. Và tiếng nói của người da đen rất là quan trọng trong cái thời điểm này. Một cái tin vui về chích ngừa vaccine ở Mỹ thì bắt đầu từ ngày thứ năm, ngày 13 tháng 5 là ngày mai đó quý vị, là bắt đầu chích cho trẻ em từ 12 cho đến 15 tuổi để mà các em có cái kháng thể tốt và sẽ trở lại trường học vào tháng 9 năm 2021. Vâng, cái tin vui ha. Rồi sắp tới nữa sẽ chích dưới 12 tuổi nữa thì con mình cũng được chích được. Bây giờ Linh vậy chứ cũng hỏi chừng nào con mới được chích, lúc nào cũng muốn được chích ngừa. Tại vì đi học rồi phải đeo mask 6-7 tiếng đồng hồ, rồi không có được tiếp xúc với bạn bè nhiều, thì các em đi học mà cảm thấy cũng hơi có nhiều khó khăn lắm quý vị, cho nên cũng muốn chích ngừa sớm. Ok, tin vui, nói tiếp tin vui, cho nên Bảo Lộc cần phải kể chuyện vui. Ngày nào cũng kể chuyện vui mà không biết quý vị có cười không. Lỡ mà quý vị mà kể chuyện nào mà quý vị không cười cũng ráng cười nha, tại vì mình thấy Lộc với Lên cười nên cười. Có chuyện thì quý vị Lên nói chuyện vui quá, cười quá luôn. Còn có chuyện thì có quý vị Lên nói chuyện này cũng vui đó em. Hiểu là hiểu là không có được vui lắm. Thôi kệ, hên xui nha quý vị. Thì có một cái anh chàng hỏi một người thợ săn già, thì anh chàng mới hỏi là nếu như mà con đi gặp một con gấu mà bắn hết đạn mà nó cứ xông vô thì mình phải làm gì bác? Thì bác thợ săn đầy kinh nghiệm ngay lúc đó đó kiếm cái cây nào cao nhất leo lên, xong rồi lấy phân bồi khắp người cho cái mùi đó đó con gấu nó nghe nó bỏ đi. Thì cậu thanh niên nghe vậy mới thắc mắc hỏi dạ nhưng mà lúc đó thì lấy phân đâu mà bỏ lên người? Thì bác ấy trả lời liền: yên tâm đi, ngay lúc đó là có liền nè. Sợ quá té luôn. Kinh nghiệm này mình ha. Kinh nghiệm. Hỏi sao vậy? Hồi đó tôi cũng vậy rồi. Tôi bị vô đi hoài. Về tắm mấy cục xà bông hết. Nhỏ đó mình học đó, là có những cái trường hợp mà gặp gấu rồi giấy bộ chết, nín thở chết. Mà nín thở chừng nào?
nói sao nín thở rồi rồi nó lại đến lại nó trước mặt mình nó hửi nó hửi lại nó bật mình cái rồi làm sao mình chạy kịp. Tại vì con gấu á, nói là con gấu nó chỉ ăn những cái động vật sống, nó không có ăn động vật chết. Thì là hồi đó mình nghe như vậy thôi, nhưng không biết thật sự có vậy không ta. Nghe lời ông này chắc đúng rồi. Nghe lời ông này đúng hơn. Lúc đó tức khắc sẽ có. Ok, ngày hôm nay là bài làm kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã xem những cái chương trình của Loan và Lộc, và mong rằng quý vị sẽ luôn theo dõi và ủng hộ Loan và Lộc nhiều hơn nữa. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào chương trình chiều nay. Lâu quá không kêu là share, like. Nhớ nha quý vị ơi, share, like với lại subscribe nha quý vị. Tạm biệt quý vị.